À, xin chào các bạn khi mà làm youtube á, thì à, ai cũng mong muốn là kênh sẽ có nhiều người xem à, không chỉ là người việt nam người việt nam ở nước ngoài mà cả các nước trên thế giới nhưng mà mình làm video thì mình làm bằng tiếng việt do vậy là người nước ngoài họ xem họ sẽ không hiểu gì à, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo phụ đề tự động cho video bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới Thì bây giờ mình sẽ đi tìm một cái video mình làm phụ đề. Như là cái video này là xác minh mã pin thủ công không cần thư từ Google AdSense. Mình sẽ dít chuột phải. Sau đó mình sẽ chọn là Copy Link Express. Sau đó bạn sẽ vào trong trang web là download.com Các bạn dán cái đường link này vào Và các bạn chọn là download Thì cái trang web này nó sẽ tự động nhận dạng cái giọng nói của bạn và nó chuyển thành phụ đề. Cái tên của nó là Vietnamese Auto Generated. Nó sẽ có hai dạng, dạng thứ nhất là SRT và dạng thứ hai là TXT. Như vậy đối với phụ đề thì mình sẽ download cái file SRT. Mình sẽ lưu ở ngoài màn hình. thì đây là là file phụ đề bây giờ mình mở lên bởi vì cái file này nó chuyển từ giọng nói nó sang phụ đề tự động do vậy có những cái từ nó không có nghĩa thì các bạn bỏ đi các bạn sửa lại từng dòng bởi vì nó theo cái thời gian nè đó thì các bạn sửa cho nó hết và sau đó các bạn sẽ lưu lại bạn sẽ vào trong phần nội dung bạn sẽ chọn cái video mà bạn cần phải làm phụ đề bạn bấm là chi tiết sau đó nó có dòng chữ là để quản lý các ngôn ngữ khác hãy chuyển đến phần phụ đề các bạn bấm vào đây mình sẽ bấm vào trong cái chữ thêm sau đó mình bấm tải tệp lên có thông tin thời gian sau đó mình chọn tiếp tục mình sẽ chỉ đường dẫn đến cái file phụ đề mà mình đã sửa sau đó mình sẽ bấm là đăng. Thì bây giờ là phụ đề tiếng Việt đã xong. Bây giờ mình muốn làm phụ đề của tiếng nước khác, nhưng mà để tập trung á, thì mình sẽ kiểm tra xem là những cái nước nào à, hay xem kênh của mình nhiều nhất, thì mình sẽ vào trong phần số liệu phân tích. À, sau đó chọn chế độ nâng cao tiếp theo là chọn địa lý và sau đó là số ngày thì mình sẽ chọn là toàn thời gian thì những quốc gia xem nhiều nhất là thứ nhất là Việt Nam thứ hai là Hoa Kỳ thứ ba là Ấn Độ Indo Philippines Vương quốc Anh như vậy là mình sẽ minh họa cho các bạn à, tạo phụ đề À, tiếng Anh và tiếng Hindi của Ấn Độ. Để tạo phụ đề tiếng Anh thì mình sẽ bấm là thêm ngôn ngữ. Sau đó mình sẽ chọn là tiếng Anh. Ở đây nó có phần tiêu đề và mô tả và thứ hai là phụ đề. Bây giờ đối với tiêu đề và mô tả mình sẽ bấm thêm. Thì bên đây là tiếng Việt, còn bên đây là tiếng Anh thì các bạn sẽ nhập cái tiêu đề tiếng Anh. Ở trong cái phần mô tả này thì mình sẽ copy hết. Mình sẽ vào trang web là Translate. Sau đó mình sẽ dán cái đoạn văn bản đó vào. Thì bên đây là mình sẽ chọn là tiếng Việt, tức là phát hiện ngôn ngữ thì tiếng Việt. Bên đây mình sẽ chọn là tiếng Anh. Sau đó mình sẽ bấm sao chép và mình sẽ vào trong cái phần mô tả này, mình dán vào. Mình sẽ bấm nút là xuất bản. Còn đối phụ đề tiếng Anh thì như thế nào? Bây giờ mình sẽ vào lại trang Download Shop và mình bấm chữ Download lại. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai dòng phụ đề. Phụ đề thứ nhất là à, phụ đề tự động tiếng Việt. Cái phụ đề thứ hai là cũng là tiếng Việt nhưng mà cái file này mình đã chỉnh sửa. Bây giờ đối với bạn muốn chuyển sang tiếng Anh thì bạn sẽ chọn cái phần default nè. Bạn sẽ chọn là Vietnamese. Tức là cái phụ đề đã chỉnh sửa. Bây giờ tiếng Anh thì mình sẽ download ở trong phần này. Mình sẽ đi tìm bởi vì khúc này là nó rất là nhiều những cái thứ tiếng khác nhau. Bây giờ mình sẽ download cái file SRT của tiếng Anh. Nó để ra in nè. Mình sẽ lưu ở ngoài màn hình. Bây giờ mình mở xem thử cái file phụ đề tiếng Anh. Đó, nó hoàn toàn tự động hết. Sau đó mình sẽ vào trong cái phần thêm. Mình sẽ chọn là tải tệp lên. Có thông tin thời gian, mình chọn tiếp tục. Sau đó mình sẽ chỉ là init xác minh mã pin thủ công. Open. mình bấm nút đăng sau đó mình sẽ thêm ngôn ngữ là ngôn ngữ hindi của ấn độ tiêu đề và mô tả mình sẽ bấm nút thêm thì đối với tiếng ấn độ thì như thế nào cái tiêu đề của tiếng Việt mình sẽ copy và sau đó mình sẽ vào trang web là translate mình sẽ dán vào thì tiếng Việt đã phát hiện bây giờ mình sẽ chuyển qua bên đây là tiếng Hindi mình sẽ bấm Copy. Giờ mình sẽ dán vào đây. Tiếng hình đi, cái tiêu đề như thế này. Sau đó ở phần mô tả thì mình sẽ copy hết. Sau đó mình qua đây. Mình sẽ dán cái phần mô tả vào đây. Mình sẽ bấm là phát hiện ngôn ngữ là tiếng Việt đã phát hiện. Bây giờ chuyển sang tiếng hình đi. mình sẽ bấm là sao chép và dán cái phần mô tả tiếng hình đi vào đây sau đó mình sẽ bấm là xuất bản cái phần phụ đề tiếng hình đi thì mình sẽ tìm ở trong cái trang này Mình sẽ bấm là SRT. Mình sẽ lưu cái file này lại. File phụ đề Hindi, mình sẽ lưu. Sau đó mình sẽ bấm nút thêm. Tải tệp lên. Có thông tin thời gian, tiếp tục. Hindi, open. Sau đó là nhấn nút đăng. Thì như vậy là nếu mà trình duyệt của các bạn đang hiển thị tiếng Anh thì nó chỉ ghi cái tựa đề tiếng Anh như thế này, còn nếu mà tiếng Việt thì nó sẽ ghi à, cái tựa đề đầy đủ tiếng Việt. Và ở đây các bạn thấy nó có chữ CC nè, là bạn sẽ bật phụ đề lên. Bây giờ mình sẽ bấm vào phần setting thì trong đây nó sẽ có là Uh, subtitle mình sẽ chọn là on. Thì nó có những cái phụ đề sau, thứ nhất là phụ đề tự động tiếng Việt. Thứ hai là phụ đề tiếng Việt đã chỉnh sửa. Bây giờ mình sẽ chọn phụ đề tiếng Việt mà mình sẽ xem. Hay là mình muốn xem phụ đề của uh, tiếng Anh. hay là phụ đề của tiếng uh, Hindi Ấn Độ. Sau đó mình vào lại trang dowsub.com, thì lúc này ở trong video nó đã có uh, các phụ đề sau: thứ nhất là tiếng Hindi, thứ hai là tiếng Anh, uh, thứ ba là tiếng Việt tự động, thứ tư là tiếng Việt mà mình đã chỉnh sửa downshop com này nó còn hỗ trợ cho các bạn tạo phụ đề theo cái dạng là hai cái phụ đề lòng nhau ví dụ như à, cái ngôn ngữ đầu tiên các bạn muốn chọn là tiếng nước nào thì mình chọn ví dụ như là tiếng việt đi cái ngôn ngữ thứ hai là mình chọn tiếng anh lúc này nó xuất hiện cái phụ đề là tiếng việt và tiếng anh bây giờ mình sẽ download cái file này về file này là file việt nam me english Ở như vậy là các bạn thấy là cái dòng phía trên là tiếng việt dòng phía dưới là tiếng anh như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách tạo phụ đề tự động bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới nhằm giúp uh, cho video có nhiều lượt xem hơn. Nếu bạn có những cái vướng mắc gì, các bạn cứ để lại ở trong phần bình luận video và uh, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.